Xin trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự Thánh lễ dỗ một năm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh mục Paulo Nguyễn Hoài Chương dòng Selegin Don Bosco tại Mary Hope of Christian Center 6400 East Chelsea Street, Tampa, Florida 33610 vào lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 3, 2024 do Đức cha Albert Tavernot cùng với quý cha dòng Don Bosco và quý cha tuyên úy của bức nhóm lửa Việt. Buổi dạ tiệc gây quỹ tình thương sẽ được tổ chức sau thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều tại Gymnasium. Hầu tiếp nối hành trình bác ái hơn 40 năm do cha Paulo Nguyễn Hoài Trương đã dày công gây dựng. Với sự gấp mặt của ca sĩ Don Hồ và Mai Thiên Vân, mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại số 863 307 6926 hay 813 732 6446.